Xin chào các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu cách chuyển đổi số mã nhị phân sang thập phân một cách nhanh và hiệu quả nhất. Bước vào phần đầu tiên là tư duy, có 3 tư duy cần phải nhớ. Số 1, số nguyên nhỏ nhất 2 mũ 0. Số nguyên nhỏ nhất thì sẽ viết là 2 mũ 0 và tăng dần lên. 2, sau dấu phẩy thì sẽ là 2 mũ trừ 1 và giảm tiếp xuống. 3, bỏ phần có số 0 và chỉ nhân cái phần có số 1. Vào ví dụ, ở đây mình có một dãy bit 100 1,11. Xét vào tư duy số 1, số nguyên nhỏ nhất sẽ là 2 mũ 0 và tăng dần lên. Số nguyên nhỏ nhất ở trong cái này, tức là trước dấu phẩy này, chính là số 1, thì nó sẽ là 2 mũ 0. Tiếp theo tăng dần lên, dịch sang phía bên trái, số 0 này sẽ là 2 mũ 1 và 2 mũ 2, 2 mũ 3, tương tự như vậy. Tư duy số 2, sau dấu phẩy sẽ là 2 mũ trừ 1 và giảm tiếp xuống. Có thể thấy ở đây sau dấu phẩy này sẽ là 2 mũ trừ 1 và giảm tiếp xuống các số đằng sau sang bên phải, thì đây sẽ là 2 mũ trừ 2. Đến tư duy số 3, bỏ phần số 0 và chỉ nhận phần số 1, chỉ nhân phần số 1. Thì ở đây cái cách mà để nhân này thì mình sẽ lấy 1 nhân với 2 mũ 3, 0 nhân 2 mũ 2, 0 nhân 2 mũ 1, 1 nhân 2 mũ 0 và cộng với 1 nhân 2 mũ trừ 1, 1 nhân 2 mũ trừ 2 thì nó sẽ ra cái kết quả của chuyển đổi từ nhị phân sang thập phân. Đó. Thì những cái số này nhân với 0 thì nó cũng sẽ chỉ bằng 0 thôi, nên chúng ta sẽ bỏ qua. Tương tự như đây thì mình sẽ chỉ nhân các phần số 1, sẽ có kết quả như sau: 1 nhân 2 mũ 3 cộng 1 nhân 2 mũ 0 cộng 1 nhân 2 mũ trừ 1 cộng 1 nhân 2 mũ trừ 2 và sẽ có kết quả là 9,75 theo dạng mã thập phân. Đó, từ 1001,11 của nhị phân chuyển đổi sang thập phân sẽ có số tương ứng là 9,75. Tiếp theo chúng ta sang ví dụ số 2. Tư duy số 1, số nguyên nhỏ nhất sẽ là 2 mũ 0 và tăng dần lên. Số nguyên nhỏ nhất nhìn đây, trước dấu phẩy chính là cái số 1 này, thì mình sẽ viết nhỏ hai số 2 mũ 0 bên dưới, tiếp tục tăng dần lên, 2 mũ 1, 2 mũ 2, 2 mũ 3, 4, 5, 6 và 7. Cứ tăng dần lên lần lượt mỗi cái. Tư duy số 2, sau dấu phẩy 2 mũ trừ 1 và giảm tiếp xuống. Ở đây có 1 thì sẽ là sau dấu phẩy này, 2 mũ trừ 1, 2 mũ trừ 2, trừ 3, trừ 4. Cứ như vậy là giảm xuống. Tư duy số 3, bỏ phần số 0 và chỉ nhân với phần số 1. Thì mình sẽ bỏ qua tất cả phần số 0 ở 4, 5 này đi. 2 mũ 4, 2 mũ 5 này đi. 2 mũ 2 này, 2 mũ trừ 2 này. Đó, còn lại mình sẽ nhân hết tất cả vào. 1 nhân 2 mũ trừ 7, 2 mũ 7. 1 nhân 2 mũ 6, bỏ qua mũ 5, mũ 4. Tiếp theo sẽ có 1 nhân 2 mũ 3. Nhân bỏ qua cái này nhé, cộng 1 nhân 2 mũ 1 cộng 1 nhân 2 mũ 0 cộng với cả 1 nhân 2 mũ trừ 1. Có dấu 0 thì sẽ bỏ qua. 1 nhân 2 mũ trừ 3, 1 nhân 2 mũ trừ 4, tương tự như ở đây. Và khi mà các bạn cộng hết vào thì nó sẽ ra cái kết quả cuối cùng là như này. Đó là chuyển đổi từ hệ nhị phân sang thập phân. Các bạn hãy nhớ 3 cái tư duy này để có thể chuyển đổi mã nhị phân sang thập phân một cách nhanh nhất có thể nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.